may mắn nhất trong ngày 20 tháng 11 âm lịch, ăn sung mặc sướng, tiền tài như nước. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vận may sẽ mỉm cười với những con giáp này trong ngày 20 tháng 11 âm lịch. Nếu trước đây các bạn từng thất vọng vì cho rằng mình bị thần may mắn bỏ quên, thì trong ngày hôm nay các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Bởi ngày 20 tháng 11 âm lịch là ngày may mắn nhất trong tháng dành cho các bạn. Vào ngày hôm nay, mọi dự định mà các bạn đã ấp ủ từ lâu sẽ có khả năng cao thành hiện thực. Nếu trong quá khứ các bạn đã từng bỏ vốn đầu tư, hợp tác làm ăn, thì ngày hôm nay chính là ngày các bạn nhận được quả ngọt. Các bạn sẽ nhận được những tin mừng trong lĩnh vực kinh doanh. Xin chúc mừng những con giáp này nhé. Và đó là các con giáp Tý, Dần, Mão, Thìn, Thân, Hợi. Tuổi Tý. Người tuổi Tý được chính ấn nâng đỡ để tránh phạm những sai lầm trong ngày này. Người đang tìm việc có thể có được sự giúp đỡ của gia đình, người thân. Hãy lựa chọn cuộc sống ổn định, điều chỉnh lý tưởng theo hướng thực tế và sáng suốt hơn. Tam hội cũng là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ của mình với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để những xung đột làm tổn thương cả hai phía, khiến hai bên khó tương tác trong công việc. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài, phát lộc đang tới. Con giáp tuổi Tý nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng để không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào bạn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Hứa hẹn vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý độc thân sẽ có một tháng mới tươi sáng, với điều kiện là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Những người có chung quan điểm sống cũng chưa chắc là người phù hợp với bạn, do đó cứ vui vẻ mở lòng và tìm hiểu người khác giới bạn nhé. Tề đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Xem tử vi ngày 20 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện trong cung tài lộc, thôi thúc người tuổi Dần kiếm tiền làm giàu. Đồng thời, nó cũng khiến bạn chi tiêu nhiều hơn để chống lại những tác động tiêu cực từ thế giới bên ngoài. Chuyện tình cảm của người tuổi Dần được cát tinh che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ khoe sắc, nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc. Bạn luôn biết cách vun vén gia đình, lại hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười ấm áp. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Tình hình sức khỏe tuổi Dần trong hôm nay duy trì ở mức ổn định, dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực công việc, cuộc sống đè lên vai, nhưng luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nhất định phải kiêng cữ, chôn cất, khai trương, trổ cửa, dự cửa, khai thông đường nước, đào ao móng giếng, thưa kiện, đóng giường, lóc giường. Những việc này nếu thực hiện trong hôm nay sẽ dễ rước xui xẻo đấy nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão có chính tài để nương tựa nên tự tin với các kế hoạch kinh doanh kiếm lời của mình. Không ít người gặt hái thành công trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tích cực về từ khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Nhiều người mắc bệnh nay đã tìm thấy tia hy vọng mới để bạn tiếp tục đối mặt với bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người tìm ra lối ăn uống phù hợp với thể trạng của mình và dần thay đổi cho đúng hướng. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ khiến con giáp tuổi Mão khó kiểm soát được sự nóng giận. Lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện sự thiếu tôn trọng mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Thiên ấn ghé thăm mang lại sự trợ giúp. Hôm nay ai đó đã đưa cho con giáp tuổi Thìn một lời khuyên giá trị, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn giúp bạn củng cố hình ảnh của mình theo hướng tích cực hơn. Đừng quên dành cho họ lời cảm ơn nhé! Tam hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương, nhờ đó mà cả hai cảm nhận rõ sự gắn kết. Nếu có thể, hãy cùng gặp gỡ các cặp đôi khác hoặc là cùng tổ chức một buổi picnic để gia tăng trải nghiệm cho cả hai.
Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói là khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây. Đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần, dành thời gian ở bên những người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng, thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định đang dang dở. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi thân. Tử vi ngày 20 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, tỷ kiên hối thúc khiến tuổi thân khó suy nghĩ thấu đáo, tư duy nóng nảy, bực bội có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống trong vài tháng tới. Tam hợp cho thấy, hạnh phúc hiện tại như đang bù đắp cho những mất mát của bạn suốt thời gian dài vừa qua. Những sóng gió giờ cũng đã tạm đi qua, để lại cho bạn sự yên ổn như bạn từng mong. Những cặp vợ chồng có được thời gian ý nghĩa bên nhau, những bữa cơm gia đình đầm ấm giúp cả hai gắn kết tình cảm. Do đó, dù bận rộn thế nào cũng sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm bạn nhé. Thủy kim tương sinh mang tới tin vui liên quan đến sức khỏe hoặc có thể nghe tin về kỳ nghỉ sắp tới khiến tinh thần bạn phấn chấn, trở nên háo hức, vui vẻ hơn. Ngoài ra có người khi tài chính được cải thiện cũng cảm thấy an vui hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Thực thần thúc đẩy cho vận trình tuổi Hợi hôm nay được thuận lợi hơn, cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi. Khi có tam hội xuất hiện, khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình, cần học lại cách lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện. Thủy khí vượng khuyên bản mệnh sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Chớ nên làm việc quá sức trong hôm nay, nếu không bạn dễ ốm nặng, thời gian dài mới có thể phục hồi được. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức là thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày Canh Tý thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuổi tỵ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Nhâm Ngọ, Bính Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.